Rồi. Cái gì ạ? À, thì chúng tôi đã vừa xuống biển Vũng Tàu và chúng tôi giờ sẽ dọc cát xong và chúng tôi sẽ dọc cát sau đó chúng tôi sẽ đi tắm biển. Các bạn. Dùng cát đây mà. Rồi. Dữ rồi, có bằng lái luôn kìa. Trời ơi. Nói ai vậy? Chào chào bắt đầu á. Chào các khán giả, hôm nay thì Tin Đen sẽ khui hàng. Chào bắt đầu chứ không phải chào kết thúc, phải không? Nè. Chào kết thúc. Hôm nay thì Tin Đen sẽ khui hàng. Món gì đây? Rồi lấy kéo ra. Đây, món hàng có chữ nguyên ra. Kéo này chắc không được. Để đây đi. Rồi. Kéo nhọn lắm, nên lấy kéo nhỏ được rồi. Lấy cái nhỏ của chú mắt rồi nè. Ờ, tung mắt. Ở trên tung mắt gì? Chuẩn bị khui hàng. Dẹp có nhỏ luôn để cha khui cho. Tìm bóc gà. Xong chưa? Mẹ xong chưa? Ủa lấy hùng ra đi. Lấy hùng ra đi. Rồi, khui sau khui được. Tin dành khui nè. Từ đây đi cha khu cho. Từ đây. Cha khu đâu? À, tin này ngồi đó đi. Và cái nhọn nhọn này tin không có khui được đâu. Để cha khui thôi. Đây là quà của cha. Chị Tin với chị Tin. Của mẹ mua cho cha với chị Tin chơi. Không biết quà gì nữa. Quà hậu 20 tháng 10. Ngày của cha con thì Tin. Được cơ. Dạ, khó ạ. Rồi, vô. Dạ, cái gì ạ? Chết. Rồi. Cái gì ạ? Cái gì ạ? À? Ủa sao có cái gì trong này nữa ta? Dạ, gì tên? Dạ. Dạ. Hả? Cái gì? Cái gì tên? Cái gì ạ? Cái gì ạ? À? Tên cắt tay cắt chí từ từ này màu gì mà này màu gì màu đỏ hai màu gì đỏ đó màu gì màu chiếc bảy bảy phải phải màu tím màu đâu màu xanh mà màu xanh màu tím đây nè bảy màu này màu gì cái đó mà chơi với cái này. Rồi, xì Tin Đen hồi hộp, chờ đợi rồi đang để chơi. Ủa, xe cẩu tên nào? Rồi. Rồi. Ủa, cắt đâu?
hả? Đâu cắt của cha đâu? Đâu cắt chị, đâu cần cắt, từ từ. Giờ chúng ta đi biển mà cắt cái gì? Này xé này đâu cần cắt đâu, này đây gọi là cát nặng động lực, cát không có bị gì như cát kia. Rồi vô. Đây đi 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 rồi 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 cắt đi 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 đổ cát vô đây. Hôm nay Vũng Tàu đã mở cửa trở lại và cha con gia đình Sitin đã đi xuống Vũng Tàu cát màu nào và đem theo bộ đồ nghề để cát gì tên để chơi mà nào tên trời ơi khui ra bỏ vô chơi màu đỏ nha chơi màu đỏ ừ. Đó thì chúng tôi đã vừa xuống biển Vũng Tàu và chúng tôi giờ sẽ dọc cát xong và chúng tôi sẽ dọc cát sau đó chúng tôi sẽ đi tắm biển. cái này mì mà mình á ở trong các khu vui chơi là hay có cái cát này để cho mấy bé chơi á, tạo hình nè, cái mà ảnh vô rồi tí làm mấy con vô đó tăng tăng thấy chưa tí thấy chưa ngủ mình lắm, không có tiết kiệm nên không có một cái phao thấy ngủ rồi rồi tí lấy xe cẩu đi xúc cát đi cho thử đi. Dạ. Yeah. Trên đi biển đi. Nè số có con nè con. Rồi. Cào nè, mấy cào nè, mấy xúc nè. Tên làm gì vậy? Bằng chào con nâu nè, đổ cát ở trên cái nó xì xuống. Rồi chà chơi nè, tình chơi cà bắp quá. À, xúc vô. Lắc chá. Đó tin vô. Cát này nó không chảy. Cho đục bậy đi. Rồi. Đây. Thôn. Để cát xuống bên đây cho cát nữa nè. Thôn. Để cát xuống kìa ha, ha. Thấp lên ha. Thôn. Thế cho cát xuống kìa. Hồ chạy kìa. Chạy quá trời luôn. Rồi tin tạo hành đi. Đây, tao rồi. Lấy xe cẩu của tin đi. Tin làm đổ tùm lum hết. Cẩu tin đâu? Nè, cát đổ lum nè. Rồi, lấy xe cẩu xúc vô. Xúc vô. Đấy, đúng rồi. Đó, nâng cẩu lên. Xong để xe cẩu tông luôn. Nó phải làm cái nó bự xíu. Rồi. Để xô nè, xúc vô. Xúc bỏ vô xô. Tay phải. Tay kia đâu? Đó. Thấy tin giỏi không? Đúng rồi, đen. Đó. À tính lấy tay này nè. Rồi, đổ vô. Và cha nè. Bốc đầu luôn thấy không nè. Rồi tính làm đi. Đây trà. Trà gì ạ? Trà xây nhà. Đâu tin là con cá ngựa coi. Ấn vô coi. Ấn vô coi. Mạnh vô. Hết sức. Giữ nữa. Rồi. Chữ. Thành cá ngựa nè. Hay dữ. Thôi chiếc xe ơi coi. Trời ơi. Hay ghê ha. Mạnh chú. Tin không dám đè gì trơn hả? Nhưng nó ít cát quá, dồn cát lại. Dồn cát lại mà. Rồi. Dữ rồi, có bằng lái luôn kìa. Có ghế luôn kìa. Dồn cát lại thành cục á. Đổ kia vô luôn. Tối pha cái múc. Tại đi chơi. Từ chơi cái gì đó. Đây rồi, tin chà đi tin. Bộ đồ nghề đi biển của thì tin khá là đi. Phong phú. Ủa? Xong lấy cái đầu bự cho cha. Tự nhiên nãy lấy cái gì rồi, đâu không? Rồi cha xúc cái hết cục cát luôn rồi. Trời không nhiêu cát nó đổ vô xô không đủ luôn á cha. Này vậy.
Lát đẩy hả? Ừ. Chà con nón rồi phải không? Đây là cái xô để đi biển. À, à, à. Rồi rồi rồi. Con cái gì? Cha. Của cha. Con đậu. Của cha. Con. Phải có tên không? Con. Qua vậy. Qua ai của tên hả? Của tên. Của cha. Con. Của tên. Của tên phải không? Của cha. Của cha. Của cha. Của cha. Của cha. Rồi rồi, lắc lại đi lắc. Rồi đổ cát ra đi. Đổ cát vô. Đổ cát vô. Đổ vô. Ơ. Dạ. Rồi. Đổ. Rồi. Đổ lấy cái bài hút vô. Nè, lấy cái bài nè. Đó, chưa. Nè, ha nè. Cái này như nè. Nè, hai tay nè, một tay cầm đây nè, hả? Hút vô. Đâu thử cái này nè. Cầm. Hút vô. Cầm tay bên kia. Cầm tay bên kia đó, đúng rồi đó, đúng rồi, nhưng mà cầm tay kia kìa, cầm tay kia mà, đúng rồi, rồi đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô, hút vô, đẩy 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 vô. Tôi hốt chậm qua là cho nó hốt cho lại. Chỉ luôn này rồi. Vô. Rồi. Để mẹ xây lâu đài, để mẹ xây lâu đài. Hôm nay Steen sẽ xây lâu đài nha. Đó. Ồ. Rồi để chị xe hơi cái bên. Rồi. Trời ơi, chị xe hơi của Steen dữ dằn quá. Đây mày tạo hình rùa nha. Dữ không? Tin tạo hình cái khác đi. Đổ hết mấy cái kia vô. Rồi đổ pha màu vô. Đó rùa của mẹ nè. Đổ pha màu vô. Rồi giờ mình đổ màu gì nữa Tin? Tin ơi, bây giờ mình đổ màu nào nữa nè? Đổ cho hai nè. Không, đây lấy bịch cát lấy, lấy bịch màu ở đây, lấy bịch cát ở đây. Con lấy màu nào? Mà đóng màu gì? Màu gì? Hả? Mà đóng màu gì con? Màu gì? Màu đóng này. Màu gì? Màu gì vậy? Màu khác. Màu khác là màu gì? Màu giống cái bút chì là màu gì? Cái bút chì màu gì? Nè. Rồi lấy bịch kia đi. Màu gì? Màu giống cái tập già là màu gì? Màu giống áo tin đang mặc à? À, màu giống tập già là màu gì đây? Màu giống chi tin đang. Rồi cái này màu giống cái tập già là màu gì? Màu gì nó cây. Hai, đổ vô. Rồi, tin ảnh chú coi. Đang. Anh kia. Yeah.
em nha mà. Đó. Đâu đi làm bà tuột cho mẹ coi coi. Bà tuột màu đỏ coi. Bà tuột màu đỏ. Màu đỏ đâu? Ảnh rồi. Mạnh lên. Mạnh lên nữa. Ôi ai. Trời ơi, không có thuộc của tí. Lấy xẻng lại xúc cát chở đi coi. Xe hơi. Xe nhà coi. Xe hơi đây nè. Tìm khoái xe hơi. Thôi để mẹ làm thử coi. 2, 3. Wow, chiếc xe hơi của mẹ to thế. Để mẹ trám lại cho Tin. Trám lại. Rồi, Tin ịnh sâu với mẹ đó, ịnh mạnh lên. Nữa. Bà tuột rồi. Đây, tuột nè. Mẹ tới cha đây, cha khoáng bà tuột. Tin. Cho cha với. Chữ hơi của cha, rồi cha con bà tuột không có cái đuôi luôn. Đuôi gì? Oh. Bà tuột của cha mạnh dữ được cả. Vô. Đi. Ô. Giờ trước nữa. Rồi lấy xe lấy xe lại xúc cát chở vô chở đi rồi. Xe kia kìa, xe bự á. Xe bự đó. Xe đó sao chở cát được? Xe lại nè. Xe làm hành mà. Xe chở cát kìa. Lấy xe chở cát rồi. Rồi xe cậu rồi. Lấy xe cậu đây. Có. Xe cậu sao đứt còn mà không có gì. Rồi mẹ xúc cát rồi nha. Tin chơi riết cái rụng càng rụng ngoe hết à. Bỏ vô xe. Martin. Trời ơi. Rồi chở đi. Trời ơi, hay dữ. Rồi, chở cát màu đỏ nha anh ơi. Đổ cát chưa phải. Rồi, xúc cát màu đỏ đi. Cho khối cát màu đỏ nha. Rồi. Xúc vô. Màu đỏ anh ơi, màu đỏ. Ôi, sai cát anh ơi. Màu đỏ mà. Ôi, sai rồi. Cát màu đỏ. Đặt kèm màu đỏ, chả màu xanh không. Rồi bẻ gãy xe cậu luôn rồi. Rồi. Rồi, trả lại khơ bãi đi. Rồi, đổ cát ra. Rồi. Rồi thôi chơi vậy cũng lã quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta dọc cát xong rồi chúng ta sẽ xuống tắm ha. Xuống tắm biển. Rồi đang tới giờ tắm biển rồi xong rồi vô uống sữa vô ngủ. Tắm biển 12 giờ trưa ra tắm biển nha. Tắm biển xong thì ngủ. Rồi cát để đây đi. Rồi chúng ta về khách sạn chúng ta ngủ. Đó, còn ham chơi nữa. Rồi. Xúc quà vậy. Đi. Dữ. Về sang ngủ thôi. Về tắm tiền thì ngủ. Tắm tiền thì điện. Rồi đi ngủ đi. Rồi là ông đi tắm đi. Ra tắm biển nè. Xúc quà vậy. Cá cạn đi tắm biển kìa. Đi dưới tắm biển đi ngủ. Đây nè. Trời ơi, còn ham chơi nữa. Bye bye đi. Thôi.
Tiên mới tiên còn ham chơi mà. Chào khán giả đi. Dạ mới chào nè. Sớm. Chào nhìn đàng hoàng giống chanh nè. Chào tạm biệt. Nè. Chào nhìn chanh nè. À nhìn chanh nè. Chào tạm biệt quý vị khán giả, nhớ like, đăng ký, subscribe kênh Chí Sư Trên Dừa và bye bye nha. Giờ Tiên đi tắm biển rồi. Giờ Tiên đi tắm biển phải không? Rồi, hẹn gặp lại video sau.